Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Nguyễn Đức Nhất. Ở trong cái video ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta để khi mà chúng ta làm những cái mái mà nó đua ra cái phía đầu chữ A mà nó dài hơn đấy, thì chúng ta phải lên làm thế nào đối với lại cái giải pháp làm cái phần khung dàn thép, đúng không ạ? Thì bình thường thì đối với những cái mái nhà thông thường ấy thì chỉ đua ra tầm khoảng 50 đến 70 phân, hoặc cái đầu chữ A đua cùng lắm đến 80 phân, đúng không ạ? Thì là cái độ đua mà tiêu chuẩn cũng là rất là đẹp rồi. Thế có nhưng mà một số những cái công trình, ví dụ như cái công trình mà các bạn đang xem ở đây, đây tôi sẽ bật qua các bạn xem một vòng cái công trình này. Đó, cái công trình này thì người ta muốn làm cái độ đua nó che nhiều hơn, đúng không ạ? Che nhiều hơn. Đây là mặt trước, mặt bên, đây là mặt sau. Đấy, mua đua ví dụ như cái chiều này là đua ra là khoảng tầm 1m8 các bạn nhé, 1m7 1m8, thì các bạn làm như thế nào đối với lại cái mái sử dụng cái hệ kết cấu mà chúng ta lại không muốn làm cái hệ kết cấu nó quá là đồ sộ, đúng không ạ? Thì đây là cái giải pháp mà tôi đã đưa ra cho chủ đầu tư. Đó, đây là cái công trình thuộc Tây Tịu Hà Nội các bạn nhé. Đấy, khi mà lên xong tổng thể thì cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Cái hệ dàn ở đây là chúng tôi dùng cái dàn siêu nhẹ bắn vít 100% lợp ngói. Thì cái ngói ở đây là dùng ngói Thái Lan các bạn nhé. Đấy, lợp lên một cái tổng thể trông rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, có nhiều bạn rất là thắc mắc là khi mà làm ra thì có cần phải ốp phần đua không, nhưng mà đây như trong cái công trình này các bạn có thể thấy là trông nó cũng rất là đồng điệu với cái phần bên dưới này, thì chúng ta không cần phải ốp cái phần đua này, nhìn trông cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là nhẹ nhàng. Thế quay trở lại với lại cả cái phần giải pháp kết cấu cho cái phần đua này, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy nhìn là hình dung là từ cái bên bên trên xuống dưới nhé. Đầu tiên bên trên cùng là lớp ngói, đúng không ạ? Còn những cái thanh như thế này, thanh như thế này là thanh lito đấy, xong bên dưới là cái thanh kết cấu là thanh cầu, chúng tôi gọi là thanh cầu phong. Đấy, thì cái cầu phong này khoảng cách là khoảng 1m đổ lại, thì đây là 1m của cái này đó. Thế thì để mà chúng ta đua ra nhiều hơn mà đỡ được cả một cái hệ kết cấu từ phần ngói lợp này đến cả lito này đến cả cầu phong đó, thì chúng tôi đã, các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái thanh thanh C200, đúng không ạ? Chúng ta có thể, thường thì chúng tôi dùng C200 các bạn nhé. Đó, thì khoảng cách các cái thanh này thì các bạn có thể là, ví dụ các bạn có thể đếm này, đếm bằng mè này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 3 là 18. Thì chúng ta thường thì chúng tôi sẽ làm khoảng tầm 2 mét các bạn nhé. Đó, các bạn có thể xem cả ảnh, các bạn có thể đó, theo tùy công trình. Thì cái dầm ở đây là chúng tôi làm là khoảng là C200 thì cao 20 phân, cao 20 phân và dày là khoảng 1 ly 9 đến 2 ly các bạn nhé. Đó, tiết diện C. Thì các bạn có thể gọi là câu cái dầm này từ bên trong này ra, từ bên trong này ra. Đấy, từ bên trong ra gác, từ bên trong ra. Đấy, thì chúng ta tạo thành một cái hệ kết cấu, chúng ta có thể đua được cái phần mái này ra khoảng tầm 2 mét các bạn nhé, 1,5 đến 2 mét. Đấy là giải pháp là chúng ta, ví dụ bên dưới là chúng ta có những cái ban công, hoặc là chúng ta có những cái khu vực chúng ta trồng cây, trồng hoa, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng cần phải đua cái phần kết cấu này ra. Đấy, thì đấy là cái giải pháp kết cấu là chúng ta có thể đua ra. Ví dụ bên trong là chúng ta có thu hồi nữa, chúng ta câu cái thu hồi này, câu cái dầm này từ bên trong này ra. Đấy, chứ các bạn không nên câu ngay từ cái tường này ra là nó sẽ không đảm bảo các bạn nhé. Các bạn phải câu ít nhất là vào trong cái phần tường bên trong này, câu ra thì nó mới an toàn. Đó. Tôi chia sẻ thêm các bạn một chút nữa về cái phần trang trí của cái mái này các bạn nhé, phụ kiện. Ví dụ như đây là cái phần diềm mái này, thì đối với những cái mái mà đua ra nhiều, đúng không ạ, hoặc là chỉ là thép đua ra thôi, thế thì các bạn phân vân là không biết là chúng ta nhìn thấy cái thép này trông nó có đẹp không, đúng không ạ? Đấy, thì đây các bạn có thể nhìn tổng thể luôn, thì tôi thấy là trông cũng rất là hợp lý đấy. Nhưng mà muốn mà che được, muốn nó đẹp hơn nữa, đúng không ạ, đẹp hơn nữa thì chúng ta nên làm một cái diềm như thế này. Cái diềm như thế này thì nó cũng không phải là một cái tấm phẳng mà nó có những cái dây rắc như thế này, đúng không ạ? Đó, những cái dốc lớp như thế này thì nhìn trông cũng rất là thẩm mỹ, và nó che một phần đi cả những cái đầu thép ở cái phía này đó. Thế còn phần máng nước thì ở đây này, các bạn có thể nhìn thấy đó, chúng ta cũng làm đồng màu luôn với cả cái phần diềm với cái phần tường này. Đấy, diềm với phần tường, đúng không ạ? Và phần diềm với phần tường, phần máng nước trông rất là thẩm mỹ và có một cái nét gì đấy rất là riêng, đúng không ạ? Đó, đây. Máng nước này thì nó cũng có nhiều loại, các bạn có thể làm bằng tôn cường độ, bạ tích điện, hoặc là bằng máng nhựa. Máng nhựa thì có một cái loại máng nhập khẩu thì cũng rất là đắt. Thông thường các bạn cứ làm những giải pháp phổ thông mình nghĩ cũng rất là ok rồi. Đó. Thì trên đây là mình đã chia sẻ cho các bạn có hai cái vấn đề chính. Cái vấn đề thứ nhất đó là cái phần đua này, chúng ta muốn làm đua nhiều thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta muốn làm đua được khoảng tầm 2 mét, che chắn ở những phần bên dưới. Và cái thứ hai là cái phần diềm trang trí, đúng không ạ, hoặc là cái phần máng nước. Đó.
các bạn có thể tham khảo thêm ở cái công trình này. Người ta làm cái phần chủ đầu tư đã làm cái một cái phần trang trí phân vị tường này, trông cũng rất là hợp lý, rất là đẹp đúng không ạ? Ngoài ra các bạn cái này là dùng sử dụng là cắt các cái phần vữa chát các bạn nhé. Thế ngoài ra thì các bạn có thể dùng cái tấm con gụt, smart gụt thì nó có thể ốp tấm bên ngoài này, sau đó chúng ta có thể sơn trắng hoặc sơn trắng gỗ tùy các bạn. Thì đấy là những cái trang trí mặt tiền, chia sẻ những cái cơ bản để các bạn nghiên cứu áp dụng sao áp dụng ở trong công trình nhà mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của Nguyễn Hữu Nhất để nhận thêm nhiều nội dung khác. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn.